Rồi, tiếp tục mình sửa Cambridge English IEL này. Test 3, in Information Theory, The Big Idea. À, lý thuyết về à, thông tin, à, một cái ý tưởng lớn ha các bạn. Rồi à, đầu tiên mình làm gì các bạn, dạo qua các câu hỏi ha. Từ câu 27 đến câu 32 à, là dạng matching information, tức là cái đoạn nào từ A đến F thì nó có chứa thông tin từ 27 đến 32. Như vậy chút xíu mình sẽ phải đọc mấy cái câu hỏi này trước ha rồi mình đọc vô bài tóm được ý trả lời. À, từ câu à, 33 Ok 33 đến 37 à, là điền vào chỗ trống tức là sentence completion à, Nhưng mà lưu ý là mình sẽ à, không có điền quá no more than to work hai từ hả ha, các bạn Rồi tiếp tục còn ba câu tức là câu 38, 39, 40 à, là to for not given à, Tức là nếu mà thông tin của câu 38 đến câu 40 có ở trong bài thì mình đánh là true Còn nó trái với trong bài contradict là trái với thông tin ở trong bài mình đánh là false Còn cái thông tin mình đọc này nè Nó hoàn toàn không có gì đề cập gì tới trong bài hết thì là not given hả các bạn Các bạn rất là dễ nhầm giữa false và not given ha Ok, rồi mình qua mình đọc Đầu tiên mình sẽ đọc cái uh, tựa cái này giống như là cái lời tựa, ha Information Theory lies at the heart of everything, from DVD player and the genetic code of DNA to physics of the universe as its most fundamental. This has been central to the development of the science of communication, with enable data to be sent electronically and have therefore had a major impact on our life lý thuyết thông tin nằm ở trái tim tức là ở trung tâm của mọi thứ à, từ đầu đĩa dvd và mã di truyền dna à, cho đến à, vật lý à, cơ bản nhất của vũ trụ à, nó là trung tâm của sự phát triển khoa học của truyền thông mà nó cho phép dữ liệu thì được truyền à, đi một cách à, điện tử và vì vậy à, tác động quan trọng hoặc là à, to lớn đến cuộc sống của chúng ta ha ok rồi mình qua đoạn a ha các bạn In April 2002, an event took place which demonstrated one of many applications in information theory. The best drop Voyager 1, launched in 1977, has sent back spectacular images of Jupiter and Saturn, and then saw out of the solar system on a one-way mission to the star. Vào tháng 4 năm 2002 một sự kiện diễn ra mà nó uh, cho thấy một trong những cái ứng dụng về của lý thuyết thông tin uh, phi thuyền thăm dò uh, Voice One uh, được phóng đi vào năm 1977 đã gửi lại những cái hình ảnh ngoạn mục về sao uh, mọc cũng như là sao Thổ uh, và rồi uh, phóng ra khỏi cái hệ mặt trời trên một cái uh, nhiệm vụ mà một chiều đi đến các vì sao như vậy cái câu đầu tiên này thôi dòng đầu này nó sẽ giúp mình trả lời được câu 33 và 34 liên quan đến the Voyager 1 space drop, tức là cái phi thuyền thăm dò Voyager 1 này À, uh, nó câu uh, 33 và 34 ta hỏi là the drop drop này là phi thuyền ha transmitted picture of both A and B then left to the C thì mình vừa mới đọc ha cái phi thuyền này nó transmit thì trong bài của mình chính là gửi ha các bạn còn picture thì nó bằng images both both cái gì hình ảnh ngoạn mục của Jupiter and Saturn Saturn rồi then left the solar system tức là rời đi Left bằng so hả các bạn cái solar system là cái hệ mặt trời của mình rồi nó nằm ở ngay chỗ này bạn đánh dấu vô ha Uh, năm 1997 uh, thì được phóng và sau đó thì cái phi thuyền Voyager 1 này nó đã gửi những cái hình ảnh ngoạn mục của Jupiter này và Saturn và rồi so out of the solar system trên một cái nhiệm vụ một triệu đi đến các vì sao rồi vậy mình xong câu 3334 tiếp ha After 25 years of exposure to the freezing temperature of deep space, the drop were... Beginning to show its age, sensor and circuits were on the brink of failing. A NASA expert they realized that they had to do something or lose contact with throat forever. Sau 25 năm uh, phơi bài với cái nhiệt độ lạnh uh, sâu của không gian rất là sâu, thì cái con tàu thăm dò này cho thấy cái dấu hiệu của sự lão quá, uh, Cái sensor là cái cảm biến và circuits là cái mạch thì nó uh, on the brink of failing tức là bên cái bờ vực à, của cái sự mà thất bại à, hỏng hóc ha và những cái chuyên gia của NASA thì tin rằng à, họ phải làm một cái việc gì đó à, hoặc là họ sẽ mất cái liên lạc với cái con tàu này vĩnh viễn. Như vậy bên câu 36 của mình bên đây nè, người ta sẽ hỏi Cái khúc này là tiếp ha the freezing temperature were found to have a negative on part of the space drop tức là cái nhiệt độ lạnh mà à, sâu á của không gian thì được cho là sẽ có cái tác động mà tiêu cực lên một phần của cái con tàu thăm dò không gian này à, scientist ở bên bài fear that sợ rằng bot cái gì cái gì thì were about stop working thì nó sẽ ngừng hoạt động như vậy scientist của mình bên đây thì bên kia của bài nó sẽ bằng NASA expert các bạn còn stop working were about stop working thì nó sẽ bằng on the brink of failing bên đây là NASA expert thì họ cảm thấy họ sợ cái gì họ sợ cả cái sensor và cái circuit này nó sẽ ngừng hoạt động nó bị hư nè các bạn do con tàu này uh, nó hoạt động 25 năm rồi nó bị lão quá có tuổi rồi cho nên người ta mới sợ cả cái sensor là cái cảm biến và cái mạch của nó thì nó on the brink of failing rồi vậy ngay chỗ này mình điền vô là sensor and circuit cho câu 35 ha tức là các nhà khoa học thì sợ rằng cả cái sensor và cái circuit thì were about to stop working rồi tiếp The solution were to get a message to Voyager 1 to instruct it to use spare to change the failing parts uh, with the drop 12 billion kilometer from the earth. Uh, it did were not an easy task. Uh, cái giải pháp là mình sẽ gửi cái tin nhắn đến uh, cái con tàu thăm dò Voyager 1 để hướng dẫn nó sử dụng phụ tùng thay thế để thay thế những cái phần mà hỏng hóc uh, với cái khoảng cách của con tàu là 12.000 tỷ cây số từ trái đất thì cái đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng như vậy bên cái phần mà câu 36 người ta hỏi the only hope were to tell the drop to replace the with chấm 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 but distant make communication with the drop difficult à, cái hy vọng duy nhất là sẽ nói cho cái con tàu thăm dò drop này nè là cái con tàu thăm dò ha thay thế chúng à, đâm này chính là cái sensor và cái circuit ở bên câu 35 Với cái gì đó À, nhưng mà cái khoảng cách thì làm cho cái liên lạc này à, với cái con tàu nó rất là khó khăn như vậy thì cái The only hop ở đây nè các bạn để theo the drop thì bên kia là in truck ha bringless của mình thì chính là train train những cái hư này bằng spare tức là phụ tùng thay thế ha ok ngay chỗ này mình sẽ hướng dẫn cái con tàu sử dụng spare này để thay thế mấy cái phần mà hỏng hóc này à, nhưng mà cái khoảng cách á à, bên đây cái khoảng cách 12 tỷ À Cây số, uh, km thì nó là một cái việc không dễ dàng. Bên kia họ nói là difficulty. Difficult bên đây là it's not an easy task. Ok. By means of a radio dish belonging to NASA Deep Space Network, the message was sent out into the deep of space. Even traveling at the speed of light, it took over 11 hours to reach its target, far beyond the orbit of Pluto. Yeah, incredibly, the little drop managed to hear the faint call from its home planet, unsuccessfully made the switch over à, bằng cái phương tiện là một cái đĩa vô tuyến à, thuộc về cái à, mạng lưới à, hàng không à, sâu của NASA. thì cái tin nhắn này à, đã được gửi đi à, qua không gian à, sâu thẳm và thậm chí là đi với cái tốc độ ánh sáng thì nó cũng mất 11 giờ để đến được tới mục tiêu và vượt ra khỏi ngoài cái quỹ đạo của sao Diêm Vương à, Vân Tuy nhiên ha chữ z này mình dịch là Tuy nhiên à, thật là kinh ngạc hoặc là không có thật là bất ngờ thì cái cái à, cái tàu thăm dò mà nhỏ nhoi của mình à, Thì nó lại manage to là bằng success ha, Thành công trong cái việc nghe được Cái tiếng gọi yếu ớt từ hành tinh quê hương Và thành công trong cái thực hiện chuyển đổi Như vậy bên cái câu số 37 người ta hỏi là Ờ à, à, gì đó thì Were you to trend, transit, transmit the message at the speed of light Một cái phương tiện gì đó được sử dụng để gửi Cái uh, tin nhắn với cái tốc độ của ánh sáng Thì hồi nãy mình vừa mới đọc ha Nó là dùng cái gì các bạn Đĩa vô tuyến ha This, uh, Radio dish Ok Người Chỗ này và cái đĩa này thuộc mạng lưới hàng không NASA gì đó à, và mặc dù đi với cái tốc độ của ánh sáng thì cũng phải mất tới 11 giờ nhưng cuối cùng là thành công như vậy cả cái đoạn này nè các bạn thì cái câu đầu tiên của nó là nói về một cái an event took place with one of many application of information theory Tức là một cái sự kiện diễn ra mà nó cho thấy một trong những cái áp dụng của lý thuyết thông tin ha Thì ngay chỗ này nó sẽ trả lời được cho mình câu 31 Bên câu 31 người ta hỏi là đoạn nào thì nó có Cái gì đây? Mà chạy lên trên ha A detail account of incident involving information theory Chi tiết về một cái lời kể, một cái sự kiện uh, liên quan đến lý thuyết thông tin thì cái đoạn của mình vừa mới đọc nó chính là đoạn A ha nó là chỉ định cái việc thay thế phụ tùng cho con tàu với his one ok rồi mình qua đoạn B ha It was the longest distance repair job in history and a triumph for NASA engineer, but it also highlighted the astonishing power of the techniques developed by American communication engineer glenn Shannon, who had died just a year earlier born in 1916 in pittsburgh, michigan, shannon showed an early talent for math and for building gadgets. Make and make-breakthrough in the foundation of computer technology when still a student, while at bell laboratory, shannon developed information technology, but shunned the resulting acclaim. in the 1940s, he single-handedly created an entire science of communication, which has seen in its way. into a hotspot application from DVD to satellite communication to power any area in short where data had to be conveyed rapidly, yeah, accurately. Nó là một cái công việc sửa chữa uh, có cái khoảng cách dài nhất trong lịch sử và là một chiến thắng dành cho các kỹ sư của NASA nhưng đồng thời cũng làm nổi bật cái sức mạnh đáng kinh ngạc của kỹ thuật phát triển bởi uh, kỹ sư truyền thông người Mỹ là Claude Shannon, người mà đã qua đời một năm trước đó, được sinh ra năm 1916 ở tại Betkey, Michigan. Shannon sớm bộc lộ tài năng à, trong lĩnh vực toán học cũng như là xây dựng các cái thiết bị và đã tạo nên những đột phá à, trong nền tảng của à, công nghệ máy tính khi còn là một sinh viên, khi mà làm việc tại phòng thí nghiệm Bell thì Shannon đã phát triển lý thuyết về thông tin à, nhưng mà à, xa lánh các cái kết quả mà được công nhận vào những năm 1940 thì anh ấy là một tay tạo nên toàn bộ khoa học truyền thông và kể từ đó thì đã đi vào trong tất cả những cái ứng dụng ví dụ từ đĩa DVD cho đến truyền thông vệ tinh cho đến mã vạch hoặc bất kỳ lĩnh vực nào mà nói tóm lại là nơi mà thông tin cần phải được truyền tải một cách nhanh chóng nhưng chính xác. Như vậy ở câu 29 người ta hỏi là cái đoạn nào mà có liên quan đến cái thái độ của Shannon đối với danh tiếng ha các bạn. Thì cái đoạn mình vừa mới đọc là mặc dù ông ấy làm việc ở phòng khi mà còn làm việc ở phòng thí nghiệm Bell này nè thì Shannon đã phát triển nên cái lý thuyết về công nghệ thông tin nhưng mà lại xanh ở đây là xa lánh cái resulting kết quả ha, acclaim là những cái kết quả mà được uh, tung hô hoặc là ca ngợi Như vậy đoạn B này của mình là sẽ trả lời cho câu 29 liên quan đến thái độ của ông Shannon đối với danh tiếng OK, Rồi mình qua trang ha, qua đoạn C This song seems like years away from the down to us usage Shannon originally had for his work We began when he was a 22 years old, graduate engineering student at the prestigious Massachusetts Institute of Technology. In 1939, he set out with the apparently simple aim to pin down the precise meaning of the concept of information, the most basic form of information. Shannon argued, is whether something is true or false, we can be captured in the binary unit or bit of the. From one or zero, having identified this fundamental unit, Shannon set out, set about defining otherwise vague idea about information and how to transmit it from place to place. In the process, he discovered something surprisingly: it is a way possible to guarantee information we get through random interference, noise intact. Tất cả những việc này thì dường như là cách xa vài năm ánh sáng Kể từ cái công dụng ban đầu à, mà Shannon ban đầu đã xác định cho công việc của mình à, Nó được bắt đầu khi mà một anh ta là một cái sinh viên à, kỹ sư mới tốt nghiệp 22 tuổi của cái viện kỹ thuật Massachusetts danh tiếng vào năm 1939 Anh ấy đã đặt ra một cái mục tiêu à, đơn giản và rõ ràng Là để xác định chính xác ý nghĩa của khái niệm thông tin à, Cái hình dạng mà cơ bản nhất của thông tin Theo như Sam nên lập luận là liệu có cái thứ gì đó đúng hoặc là sai À, mà nó có thể được ghi nhận lại theo đơn vị nhị phân tức là bit à, hoặc là dưới hình dạng là số 1 hoặc số 0 à, với cái sự xác định cái đơn vị cơ bản này thì Shannon đã à, đặt ra cái khái niệm à, hoặc là cái định nghĩa khác một cái ý tưởng mơ hồ về thông tin và bằng cách nào có thể truyền nó đi từ nơi này đến nơi khác à, trong cái quá trình này thì anh ấy đã phát hiện ra một cái thứ rất là đáng kinh ngạc là luôn có một cách để đảm bảo rằng thông tin có thể được truyền đi à, thông qua cái sự can thiệp ngẫu nhiên đó là noise tiếng ồn ha mà intact còn nguyên vẹn như vậy bên câu 32 người ta hỏi là cái đoạn nào có liên quan đến a reference to what Shannon? Initially intended to achieve in his research Tức là liên quan đến cái mà Shannon ban đầu dự định đạt được Trong cái nghiên cứu của anh ấy Tức là ban đầu anh ấy xác định một cái mục tiêu rõ ràng nè Bạn thấy không? Đó là gì? Để xác định, uh, pin down uh, Một cái ý nghĩa rõ ràng uh, Của cái khái niệm về thông tin uh, Như vậy ngay chỗ này Câu uh, 32 là Đoạn C là có chứa cái thông tin của câu 32 ha Ok Tức là ban đầu Ông Shannon này Ông xác định là tím được. Ổng còn đưa ra là cái hình thức mà đơn giản nhất của thông tin theo như Schleanch lập luận là liệu là cái gì đó đúng hoặc là sai rồi đưa thành đơn vị nhị phân. Ok rồi, tiếp tục qua bên câu 30 à 38 ở dưới này nào các bạn. Thì người ta mới hỏi là the concept of describing something as to or for were the starting point for Shannon in he attempt to send messages over distances là cái khái niệm mà mô tả một cái thứ được mô tả một cái thứ gì đó là đúng hoặc là sai á thì là cái điểm bắt đầu cho uh, Shannon trong cái nỗ lực để gửi cái uh, thông cái thông tin uh, message là ở đây là cái tin nhắn á, hoặc là cái over distance qua một cái khoảng đường thì như vậy ngay chỗ này nó là đúng à, mình sẽ đánh vô 38 là true ban đầu ông ấy cố gắng là ngay chỗ two phone này rồi ghi trở lại nó uh, là một hoặc là không ha thì từ đó ông mới phát hiện ra ông tìm cách là how to send này how to transmit it from place to place ngay chỗ này cái uh, khái niệm là đúng hoặc là sai nè rồi ghi lại bằng khái niệm nhị phân tức là bit là một hoặc là không rồi từ đó ông mới set how đi finding tức là thiết lập ra một cái khái niệm uh, mơ hồ uh, vague idea about information và bằng cách nào transmit it from place to place thì như vậy bên câu 38 của mình phù hợp với cái câu 38 của mình là cái khái niệm mà mô tả một thứ gì đó là đúng hoặc là sai thì là điểm bắt đầu để cho cyanide uh, nỗ lực gửi cái thông tin qua cái khoảng đường ha qua một cái khoảng cách. Vậy câu 38 đánh vô là true ha các bạn. Rồi ok, mình tiếp tục xuống câu D, đoạn D. Noise usually means unwanted sound which interfere with genuine information. Information theory generalizes this idea via a theorem that captures the effect of noise with mathematical precision. In particular, Shannon showed that noise sets a limit on the rate at which information can pass along communication channels while remaining error-free this will depend on relative strength of the signal and noise traveling down the communication channel and on its capacity its bandwidth the resulting limit giving in unit of bit per second a absolute maximum rate of error-free communication given signal strength and noise level the trick show is a to 5 where a packet up coding information to cope with the refugees of noise while staying with the information carrying capacity bandwidth of the communication system being used tiếng ồn thường có nghĩa là những cái âm thanh mà không mong muốn mà nó chen ngang à, vào cái à, thông tin mà thật à, lý thuyết về thông tin thì khái quát quá cái ý tưởng này thông qua cái định lý mà nó cho phép à, ghi lại cái ảnh hưởng À, của tiếng ồn với cái sự chính xác của toán học, à, đặc biệt là Shannon đã cho thấy cái à, tiếng ồn thì nó đặt ra giới hạn về cái tốc độ mà tại đó thông tin có thể truyền đi à, qua một cái kênh truyền thông à, trong khi vẫn à, giữ được cái sự error free tức là không có lỗi. À, cái tỷ lệ này thì phụ thuộc vào cái sức mạnh tương đối của cái tín hiệu cũng như là tiếng ồn à, đi à, xuống qua cái kênh thông tin và cái à, dung lượng của nó À, thì tức là gọi là băng thông ha là cái giới hạn kết quả mà cho phép một cái đơn vị à, bit truyền à, đi trong một giây à, là cái mức độ mà tốc độ tối đa tuyệt đối à, của cái truyền thông mà không có lỗi được cung cấp thông qua sức mạnh à, tín hiệu hoặc là mức độ tiếng ồn à, cái thủ thuật mà sẽ nên cho thấy đó là tìm cách để đóng gói lại tức là coding ha à, thông tin để đương đầu với cái sự tàn phá của tiếng ồn trong khi thì vẫn giữ được cái dung lượng mà truyền tải thông tin, tức là băng thông của cái tức là cái mà hệ thống thông tin mà đang được sử dụng. Như vậy cái đoạn D này nó sẽ giúp mình trả lời câu 27, câu 27 nó hỏi là đoạn nào có một cái explanation of the factor affecting the transmission of information. Cái lời giải thích về một cái yếu tố, những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến cái việc truyền thông tin thì cái đoạn D của mình và ở đây cụ thể nó chính là tiếng ồn hả các bạn tiếng ồn thì nó ảnh hưởng đến cái việc truyền thông tin ok à, tiếng ồn thì thường là âm thanh không mong muốn nè che ngang vào cái à, thông tin à, thật thông tin đúng rồi đồng thời nó đoạn D này sẽ giúp mình trả lời được bên câu 39 luôn bên 39 người ta hỏi là mau đi ở of information that can be sent to you. The given time period is determined with reference to the signal trend and noise level Cái lượng thông tin mà nó có thể được gửi đi trong một cái giai đoạn à, thời gian mà cho trước ha à, Xác định thì nó được quyết định à, bởi cái à, sức mạnh của cường độ à, tín hiệu à, Sức mạnh của tín hiệu và cái mức độ của tiếng ồn. Thì như vậy ở đây mình thấy ngay cái khúc này nè các bạn cái tỷ lệ này à, người ta giải thích cho trên xong rồi người ta kết luận là cái tỷ lệ này the rate this rate depends on the relative trends of the signal thì bên kia tương đương với signal trend còn rate ở đây chính là uh, cái the amount of information mà nó có thể được gửi đi uh, trong một cái uh, giai đoạn thời gian cho trước tức là cái lượng thông tin mà nó có thể được gửi trong một cái giai đoạn thời gian cho trước tức là chính là tốc độ chuyện thông tin hay các bạn à, câu này các bạn à, khó nếu mà bạn làm đoán 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 có một số bạn làm à, sẽ đoán ra bởi vì thấy những cái từ giống nhau à, nhưng mà nếu bạn hiểu kỹ đó thì cái lượng thông tin mà nó được truyền đi trong một cái thời gian à, cho trước chính là tốc độ truyền thông tin thì được à, quyết định ha à, xác định bởi cái gì đây cái bên kia hồi nãy nói rồi người ta cho trends up signal bên đây người ta có mình có là signal trend rồi, noise level à, và noise level. Vậy câu 39 của mình nó sẽ là đúng hết các bạn. Tốc độ này thì phụ thuộc vào cái sức mạnh tương đối của cái tín hiệu và cái tiếng ồn mà truyền xuống cái kênh thông tin. Kênh truyền thông. Rồi ok, mình qua đoạn E ha. Over the years, scientists have devised many such coding methods, and they have proved crucial show many technological feats. The Voyager spacecraft transmitted data using code with added one extra bit for every single bit of information. The result were an error rate of just one bit in ten thousand, a stunningly clear picture of the planet. Other codes have become part of everyday life, such as the universal product code or bar code, which give a simple error detecting system that ensure supermarket checkout leisure can read the price even on, say, a crumble bag of grapes. As recently as 1993, engineer make a major breakthrough by discovering so-called turbo code we come very close to shannon ultimate limit for maximum rate that data can be transmitted reliably and now play a key role in the mobile video code revolution Trong nhiều năm thì các nhà khoa học đã phát minh ra những cái phương pháp mã quá giống như vậy Và họ đã chứng minh à, cái tầm quan trọng của nó trong những cái kỳ công về kỹ thuật à, Cái phi thuyền không gian Voyager đã chuyển cái dữ liệu và sử dụng cái mã quá Mà nó thêm một cái bit ký tự à, trong mỗi cái bit ký tự đơn của thông tin à, và kết quả dẫn đến là cái lỗi của nó tỷ lệ lỗi của nó thì chỉ là một bit trong 10.000 thôi và cái truyền à, à, những cái hình ảnh rõ ràng đáng kinh ngạc của các hành tinh khác những cái à, mã khác thì nó trở thành một cuộc sống một phần của cuộc sống hàng ngày ha ví dụ như là cái mã quá à, sản phẩm chung hoặc là à, mã vạch mà nó được sử dụng à, một cái hệ thống à, phát hiện lỗi đơn giản có thể đảm bảo à, ra để À, cái đầu đọc laser ở trong siêu thị có thể đọc được cái giá thậm chí là trên à, một cái giỏ à, khoai tây, à, cái túi khoai tây mà nhăn nheo Và gần đây vào năm 1993 thì các kỹ sư đã tạo ra một cái bước đột phá bằng à, cái phát minh ra cái mã được gọi là tuột bô Nó có thể đến đạt đến rất là gần cái giới hạn mà à, cao nhất của Shannon À, đối với cái tỷ lệ chuyển truyền à, thông tin à, tối đa mà có thể được truyền một cách đáng tin cậy và bây giờ ngày nay thì nó đóng vai trò rất là quan trọng ở trong cái à, giải pháp à, về à, video call của mình là à, gọi điện thoại mà nhìn thấy hình à, di động hả các bạn. Rồi như vậy đoạn Y sẽ giúp mình trả lời được câu 30. Bên câu 30 người ta hỏi là cái đoạn nào mà có chứa detail of a machine capable of interpreting incomplete information chi tiết về một cái máy mà nó có thể à, diễn dịch à, được cái thông tin mà nó không có hoàn à, tất tức là thông tin à, không có đầy đủ hết các bạn thì của mình là cái đoạn e đó là cái máy mà đọc laser ở trong siêu thị để đọc giá đó các bạn ngay chỗ này à, nó sử dụng một cái à, à, cái công nghệ cái mã này nè thì nó trở thành một cái phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta ha. Ví dụ như là cái mã sản phẩm chung, rồi sử dụng mã vạch thì mình mã vạch vô cái sản phẩm. Sau đó cái đầu đọc laser ở trong siêu thị nè, là supermarket check laser thì nó có thể read price, thậm chí là trên một cái túi à, crumble bag. Crumble là nhăn nheo, bag là cái túi à, về khoai tây chiên. Tức là nhìn thấy nó nhăn nheo nhưng mà cái đầu đọc laser khi mình cầm mình chiếu vô á thì nó vẫn đọc được cái giá căn cứ vào mã vạch mã qua cho nó ha rồi tiếp theo câu 39 người ta hỏi là cái gì đây câu 39 người ta mới nói sorry câu 40 câu cuối cùng product have now been developed we can convey more information than Shannon had anticipated as possible sản phẩm mà được phát triển gần đây á, thì nó có thể truyền tải nhiều thông tin hơn là Shannon đã dự đoán à, trong khi trong bài của mình á, thì nói là cái mã mà phát hiện gần cái uh, sản phẩm gần đây tức là cái Turbo bô code này nè các bạn thì uh, ông uh, nó chỉ chứa được cái thông tin mà đạt đến gần cái mức độ giới hạn cao nhất của ông Shannon này thôi với cái tốc độ tối đa mà dữ liệu truyền đi mà đáng tin cậy chứ nó không phải là hơn tức là cái Turbo bô code ở trong bài cụ thể của mình thì nó cũng là cái sản phẩm tương đương với bên đây là product này các bạn thì mới được phát triển nó cũng chỉ đạt được cái tốc độ là gần tới cái tốc độ à, cao nhất mà ông Shannon anh ông dự đoán chứ không phải là hơn cái tốc độ của ông xe này ông giải dự đoán như vậy câu 40 mình là phone sang các bạn ok ngay chỗ này mình đánh vô là câu 40 rồi mình qua đoạn cuối cùng là đoạn F Shining on the foundation of more efficient way of storing information by stripping out superfluous redundant Bit from data, we contributed little real information, as mobile phone text messages like ICNCU show. It's often possible to play out a lot of data without losing much meaning. As with error correction, however, their limit beyond weak messages become too ambiguous. Shannon shows how to calculate this limit. Opening the way to the desired compression method that tram maximum information into a minimum space. Shannon cũng đặt cái nền tảng cho một cái cách thức hiệu quả hơn trong cái việc chứa đựng thông tin. À, tức là lưu trữ thông tin bằng cách loại bỏ những cái thừa thải tức là cái bit mà dư thừa từ dữ liệu mà nó à, đóng góp rất là ít vào cái thông tin thật à, ví dụ như trong một cái tin nhắn à, bằng văn bản của điện thoại di động giống như là icncu cho thấy thì nó thường có thể là chúng ta bỏ rất là nhiều thông tin mà không có mất nhiều cái ý nghĩa của nó cũng giống như là cái việc sửa lỗi à, tuy nhiên thì à, tuy nhiên khi mà cái việc sửa lỗi thì có một cái giới hạn vượt qua cái tin nhắn mà nó trở nên quá mơ hồ. À, đối với cái trường hợp đấy thì Simon cho thấy bằng cách nào để tính toán cái giới hạn cũng như mở ra cái cách mà thiết kế cái việc mà nén thông tin lại à, tức là gì tức chúng ta sẽ cram à, là nhòi nhét tối đa cái lượng thông tin vào trong một cái không gian tối thiểu. Rồi như vậy đoạn này sẽ giúp mình trả lời được câu cuối cùng của cái bài này là câu 28. Người ta nói cái đoạn nào mà có chứa an example of how unnecessary information can be omitted. Tức là có chứa một cái ví dụ ha về cái cách mà thông tin không cần thiết thì có thể được bị loại bỏ. À, tức là ở đây cụ thể của mình là cái đoạn à, F này ha các bạn. Và cái ví dụ của mình ở đây chính là trong cái điện thoại di động này. À, đầu tiên người ta dẫn vô là à, simon á, thì cũng đặt nền tảng cho cái cách mà truyền thông tin hiệu quả à, lưu trữ thông tin hiệu quả rồi bằng cách xóa bỏ những cái thông tin thừa à, mà à, nó không có đóng góp à, nó đóng góp rất là ít vô à, cái thông tin mà real à, tức là thông tin thật rồi ổng cho chữ s này chính là ví dụ của mình ha bằng example đó. Rồi, mobile phone text message giống như là cái tin nhắn là ASCII cho thấy thì thường là chúng ta có thể loại bỏ rất là nhiều thông tin mà không làm mất đi ý nghĩa. Vậy câu 28 của mình à, nó nằm ở trong thông của cái đoạn F ha, tức là đoạn F có chứa thông tin của câu 28. Rồi mình xong uh, tree, text basis tree của